Lần đầu tiên, ba thầy trò chúng tôi được chuyên chở bằng loại máy bay dân sự nhỏ Sena 2 chỗ ngồi. Tôi, thượng sĩ Che A Siêu, trung sĩ Nguyễn Văn Thanh, cộng thêm vũ khí cá nhân, ít quân trang quân dụng nên quá chật chội. Hơn một tiếng đồng hồ, ngồi trong thế cổ sở, gần như ôm cổ lẫn nhau, từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Bồ Chê Thân, Nam Phan bên Campuchia. Máy bay nhẹ, khi lên cao độ đủ bay rồi, cảm tưởng như mình chẳng ngồi vào cái gì cả, bồng bềnh nhẹ trôi theo mây. Trong đời binh nghiệp, mỗi lần chúng tôi được không phận thì thường nhét vào sàn trực thăng hoặc những vận tải cơ C-47, C-123, C-130. Tiếng động cơ ồn ào tại các phi trường quân sự vốn sẵn đã đầy âm thanh hỗn độn, tiếng trực thăng, tiếng ầm ầm của phản lực cơ, lính tráng ồn ào lên xuống. Tấp toán một vài cán thương binh, tử sĩ, tiếng pháo binh ầm ì vọng về đâu đó, không gian sặc sụa mùi chiến tranh. Thật vậy, chúng tôi là lực lượng tổng trù bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên được chở đến đâu thì nơi đó đang khói lửa mịt mù. Lần này được chỉ định trách nhiệm lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369 thì quân lực chiến thay thế trung tá Ngô Văn Định về tham dự lớp chỉ huy tham mưu cao cấp. Tôi nhớ vào những ngày cuối mùa mưa tháng 12 năm 1970, phi trường Pocheton chắc vượt qua trận mưa, nhiều vũng nước còn loang loáng khắp phi đạo. Quang cảnh nghèo nàn ít náo nhiệt hơn Tân Sơn Nhất. Chưa bao giờ tôi đặt chân đến đây, những hàng rào kẽm gai, bao cát, ù đất, đây đó lính tráng qua lại tấp nập. Khung cảnh đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn, những đất nước nhỏ bé xinh đẹp, hiền hòa, đất đai màu mỡ, cây cối xanh ngát thế kia, cũng như đất nước thân yêu của tôi, mà sao cứ phải chịu cảnh chiến tranh tàn phá hoài như vậy. Chiếc Sena chưa đáp hẳn thì đã thấy chiếc trực thăng quân sự Trà Trà bay đến đậu gần đó. Vừa xuống đất, ba chúng tôi đều phải đứng vươn vai cho đỡ mỏi sau hơn một tiếng bó tròn trong lòng chiếc máy bay quá nhỏ kia. Đại quý đoàn trung ương, trưởng ban ba lữ đoàn đến chào nói: "Lâu ngày chúng tôi mới gặp lại nhau." Tay bắt mặt mừng, rồi không chậm trễ, nhét nhau lên sàn chiếc trực thăng bay về bộ chỉ huy lữ đoàn, cách đó khoảng 45 cây số phía đông nam. Đến nơi gặp trung tá Định, tôi cứ đinh ninh rằng chúng tôi thế nào cũng còn ở với nhau một hoặc hai ngày chuyện trò tâm sự. Định và tôi cùng xuất thân khóa 4 phụ sĩ quan trực bị tại Đà Lạt năm 1954. Vốn sẵn tinh thần đó, chúng tôi lại cùng phục vụ trong binh chủng thi quân lục chiến nên càng gần gũi nhau hơn. Tôi nhiều hơn Định 2-3 tuổi chỉ đó, nên Định có thói quen gọi tôi bằng anh. Gọi là bàn giao lữ đoàn, nhưng chẳng bàn giao gì cả. Vừa gặp nhau thì Định nói liền: "Thiếu tá Đoàn Thức, tham mưu trưởng, sẽ trình bày cho anh rõ tình hình." Thay trò tôi phải đi ngay, trực thăng đang chờ để kịp giờ cho chiếc Sena chở tôi sang và bốc Định về lại Sài Gòn ngay. Thế là Định sẽ bắt tay tôi: "Ông anh ở lại, chúc may mắn." Lữ đoàn 369 hành quân vượt biên sang Campuchia trước đó ít tháng, giờ được đặt dưới sự chỉ huy của quân đoàn 4 vùng 4 chiến thuật do Trung tướng Ngô Quang Trưởng làm tư lệnh. Hiện vùng trách nhiệm của lữ đoàn tương đối yên ổn. Bộ chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn pháo binh do thiếu tá Đoàn Trọng Cảo làm tiểu đoàn trưởng tại Neo Lương. Ba tiểu đoàn tác chiến trú quân cách nhau khoảng 5-6 cây số trong khu vực hoạt động của họ gồm: tiểu đoàn 5 do thiếu tá Võ Trí Huệ làm tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 8 do thiếu tá Nguyễn Văn Phản làm tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 9 do thiếu tá Nguyễn Kim Đệ làm tiểu đoàn trưởng. Nhiệm vụ lữ đoàn hành quân lục soát tiêu diệt địch trong vùng chỉ định an ninh, bảo vệ thủy lộ cho đoàn tàu dân sự quốc tế, tiếp tế mọi nhu yếu phẩm cho dân chúng Nam Phan. Vì cảng chính của Campuchia phía Tây Nam bị áp lực địch không sử dụng được, lữ đoàn phải làm sao để địch không thể thả mìn, phục kích, pháo kích đoàn tàu cứ khoảng 20 hoặc 30 ngày một chuyến tiếp tế như vậy. Vào một hai ngày trước, khi đoàn tàu tiếp tế đi qua khu vực của lữ đoàn
Các tiểu đoàn thủy quân lục chiến và hành quân lục soát gần bờ sông khoảng 3 cây số. Trải quân chiếm giữ các điểm chiến thuật then chốt, chế ngự sông Mekong từ cách Châu Đốc Việt Nam khoảng 25 cây số, qua Neu Lương về đến khoảng 10 cây số cách Nam Phan. Con đoạn cần Nam Phan tương đối an ninh do quân lực Cộng hòa Campuchia chịu trách nhiệm. Riêng đúng ngày đoàn tàu tiếp tế di chuyển qua, lữ đoàn phải rút một tiểu đoàn thủy quân lục chiến khỏi vùng hành quân về túc trực cùng một phi đoàn trực thăng gửi từ Cần Thơ qua tại sân bay nhỏ Neu Lương để sẵn sàng can thiệp. Vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng, một ngày cuối tháng 1 năm 1971, đoàn tàu tiếp tế bị phục kích tại tranh giới giữa lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến và lữ đoàn 2 quân lực Cộng hòa Campuchia trách nhiệm. Ngay khi được tốn truyền tin lữ đoàn gửi xuống đi theo vị thuyền trưởng, trưởng đoàn tàu báo bị phục kích, lữ đoàn trưởng đại quý Đoàn Trung ương, trưởng ban 3 lữ đoàn, một hạ sĩ quan truyền tin cùng lên trực thăng chỉ huy do đại quý không quân phi đoàn trưởng lái cất cánh ngay, đồng thời lệnh cho tiểu đoàn 8 lên trực thăng đợt đầu. Khi trực thăng chỉ huy bay đến vùng phục kích đoàn tàu, chúng tôi sẽ xuống thấp quan sát trận địa, thấy địch nằm rải rác theo bờ sông phía đông nam cùng phía Neu Lương đang tác xạ mãnh liệt vào đoàn tàu. Từ trên cao quan sát thấy mặt nước sông tung tóe mỗi khi đạn nổ không trúng tàu, như súng liên thanh hạng nặng 12 ly 7, súng phóng lựu, súng cối 60-82 ly. Đặc biệt chúng tôi còn nhìn thấy cả đạn đạo của súng cối cà nông 57-75 ly không giật bắn thẳng từ bờ sông ra đoàn tàu. Một chiếc tàu trúng đạn bốc khói nhưng vẫn tiếp tục cùng đoàn tàu di chuyển. May mắn không chiếc nào cán thủy lôi hoặc hư hại nặng làm tắc nghẽn dòng sông. Hai trực thăng quân ship bay theo chúng tôi từ Neu Lương được lệnh can thiệp nên nhào súng xả súng liên thanh hóa tiễn vào bờ sông. Súng phòng không địch từ dưới đất bắt đầu bắn lên trực thăng chúng tôi. Bay vòng ra phía sau lưng địch, chúng tôi thấy hai trạng trống vừa ruộng lúa vừa bụi rậm thấp cách khoảng 300 thước ngay sau tuyến địch phục kích. Chúng tôi quyết định đổ quân vào các trạng trống này, đồng thời liên lạc với thiếu tá Phán, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 đang bay cùng đại đội trong đợt trực thăng đầu và lệnh cho hai quân siết tác xạ dọn bãi đáp. Thường thì dọn bãi đáp bằng nhiều loại hỏa lực khác nhau như pháo binh, không quân chiến thuật trước, rồi trực thăng quân ship tác xạ cuối cùng là đổ quân ngay. Nhưng ở đây thời gian không cho phép làm như vậy nữa. Chúng tôi muốn chụp ngay sau lưng địch không cho chạy thoát, nên sử dụng hai quân ship tác xạ phóng hỏa tiễn ít trái xuống bài đáp là đổ ngay tiểu đoàn 8 đợt đầu súng. Tiểu đoàn 8 chia sẵn thành hai cánh A và B. Cánh A gồm hai đại đội tác chiến ban chỉ huy tiểu đoàn, cánh B cũng hai đại đội ban truyền tin nhẹ cho thiếu tá Trần Ba, tiểu đoàn phó chỉ huy. Đợt đầu vừa xong thì đợt trực thăng thứ hai cánh B xuất hiện trên vòm trời xa xa, rồi cũng nhanh chóng đổ quân xuống trạng trống thứ hai, lao đến hướng bắc sau lưng địch. Trong tiếng đồng hồ sau đó, hai đại đội còn lại của hai cánh được thả xuống hai bài đáp xong xuôi. Tiểu đoàn K-17 địch tăng cường nhiều súng cộng đồng hạng nặng nhằm đạt mục tiêu đánh đấm các tàu chân sự quốc tế để gây tiếng vang. Không ngờ bị tiểu đoàn 8 thiết quân lục chiến làm triệt tiêu hy vọng đó. Diễn tiến như sau. Trong lúc còn bay trên trực thăng, chúng tôi cùng thiếu tá Phán đã đồng ý với nhau phải tốc chiến càng nhanh càng tốt, không để cho địch kịp trở tay hoặc tháo lui mất. Trên trực thăng chỉ huy, chúng tôi ngưng ngay mọi liên lạc trực tiếp với Phán, chỉ lắng nghe anh điều động các con cái của tiểu đoàn. Tiếng Phán quang quang trong ống liên hợp, chửi thề hò hét, giang rộng ra, tiếng nhanh lên, trái thắng ra bờ sông, con mấy thằng chết hoặc bị thương cứ để đó, để ở bài đáp tỉnh sau. Ngồi trực thăng trên cao, hình dung ra con ó biển đầu đàn Nguyễn Văn Phán đang hung hăng song sáo lùa đàn ó biển phóng thẳng vào mũi súng địch. Anh và ban chỉ huy tiểu đoàn cũng hàng ngang chạy vào như mọi người. Không còn cách nào khác, khi địch thấy đoàn trực thăng đổ quân sau lưng,
đá nhá mồi quay lại phía sau, súng lớn nhỏ nổ vào đòn ó biển của hai cánh A và B như mưa. Chỉ có độc nhất một con đường sống là cứ nhắm địch mà phóng tới, ai rớt bằng ai. Thấy trò anh cứ phóng tới, làm sao mà lỡ quở ở địa thế trống trải để địch tỉa lần được. Phải bay trên đầu anh, nghe tiếng anh hỗn hển trong loa truyền tin mới thấy được cái chủng mảnh như con hổ đói mồi của Nguyễn Văn Phán lúc bấy giờ. Phán xuất thân khóa sĩ quan trường bị Thủ Đức, anh là trẻ của nhà Triệu Phú đã từng ra tranh cử đối chọi với Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày xưa. Đánh giặc, anh hung hãn như con cọp, nhưng về hậu cứ nghỉ ngơi dụng quân, anh lại phu nhộm trẻ trung, ồn ào, kết giao rộng rãi trong giới sành ăn chơi của Sài Gòn một thời. Tính tình cởi mở nhưng liều mạng và bốc ẩu. Trời xanh tánh ai mà sửa được cho ai. Cũng vì bản tính trời cho như vậy nên trong trận mạc anh đã gây cho địch nhiều cú tán bất ngờ, thất kinh khiếp đảm. Anh là một tiểu đoàn trưởng cự phách, không thua gì các tiểu đoàn trưởng Phạm Nhã, Nguyễn Xuân Phúc, tức Robert Lửa, Đỗ Hữu Tùng, Lê Bá Bình, Phạm Cang, Nguyễn Đăng Tổng, Nguyễn Đăng Hòa, Nguyễn Văn Cảnh, vân vân. Về phía cánh B của thiếu tá Trần Ba, tiểu đoàn phó cũng không kém phần ác liệt, cũng địa thế trống trơn, địch cũng quay lại mà bắn bia vào đòn ó biển. Còn cách nào khác, chỉ một con đường sống là nhắm ngay địch mà phóng tới. Nhưng Trần Ba trọng huế chắc nịch, chậm rãi cũng chửi thề, cũng hô hoảng xung phong, nhào tới, chửi thề, nhào lên. Trần Ba cốt tiểu sinh quân, xuất thân khóa sĩ quan đặc biệt, cao lớn đẹp trai. Khi còn là trung đội trưởng, đại đội trưởng, chúng tôi đã nhìn thấy rõ nét, anh sẽ là tiểu đoàn trưởng cự phách trong tương lai của thi quân lục chiến. Nhưng rất tiếc, anh bị tử trận khi là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5, ít lâu sau trong trận phòng thủ tuyến Mỹ Chánh mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Quảng Trị. Pháo binh đặt tại Neo Lương, cách 10 cây số, gần như mút tầm của Đài Bác 105 ly. Nên chúng tôi lệnh cho thiếu tá Đoàn Trọng Cảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn pháo binh, mang một pháo đội dùng phà vượt sông Mekong sang bờ sông phía Tây, di chuyển lên ngang trận địa. Nên pháo binh can thiệp rất hữu hiệu, mặc dù không còn quân tác chiến nào để bảo vệ. Pháo binh vừa tác xạ vừa tự giữ an ninh lấy qua đêm, lưu lĩnh về phía chúng tôi, nhưng bất ngờ cho địch nên địch càng hốt hoảng khiếp đảm. Địch bị khóa chặt, một là bị giết, bắt sống hay chạy thẳng theo bờ sông lên hướng bắc. Sau 3 giờ giao tranh ác liệt đẫm máu, tuyến địch bị bung tháo chạy tứ phía, tha hồ làm mồi cho trực thăng Kunship cùng pháo binh tác xạ truy kích. Sát bờ sông, địch và ta trộn trấu, nhưng ta đang khí thế chủng mãnh nên địch bị giết hoặc bị bắt sống, thu rất nhiều vũ khí. Tiếng phán quang quang báo cáo: tôi mừng tụi nó tráo trọi, thu rất nhiều súng cộng đồng, có 2-3 cây súng 75 ly không giật đây. Trên đài bàn, địch chạy tứ tán, một số khá đông chạy dọc theo bờ sông lên hướng bắc, xin đại bàng kêu tụi lữ đoàn 2 Campot hốt đi. Tôi khích lệ phán ít lời và làm theo phán yêu cầu, liên lạc với đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn 2 Kusa, quân lực cộng hòa Campot, báo cho rõ sự tình. Vì đại tá này sau thăng cấp thiếu tướng làm tham mưu trưởng quân lực cộng hòa Campot dưới thời tổng thống Lenin. Tổng kết trận đánh, tiểu đoàn 8 thi quân lục chiến vừa chết bị thương dưới 30. Địch khoảng hơn 100 xác rải rác tại mặt trận, một số chết vì Kunship pháo binh tác xạ truy kích không thể đếm được. Bắt sống khoảng 20, tu rất nhiều vũ khí cá nhân cộng đồng như AK-47, B-40, B-41, cối trung cộng 82 ly, đặc biệt là hai khẩu đại liên 12 ly 7, 3 khẩu 57 ly. Và hai khẩu 75 ly không giật bắn thẳng. Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 4 vùng 4 chiến thuật, nghe tin chiến thắng, ông đã bay từ Cần Thơ đến thăm lữ đoàn ngày hôm sau. Đây là lời Trung tướng Ngô Quang Trưởng: tôi và bộ tham mưu quân đoàn
nhất là đại tá trưởng phòng 3 quân đoàn, khen lữ đoàn và tiểu đoàn chuyển thế trận nhanh chóng. Các anh thắng vì sự điều quân can dạ và liều lĩnh gây được bất ngờ cho phía địch. Các anh di chuyển quá nhanh, pháo binh sát tới trận địa, do đó địch không ngờ. Về phía đoàn tàu dân sự quốc tế, chỉ một vài chiếc trúng đạn hư hại nhẹ, một thủy thủ hy sinh, vài ba bị thương nhẹ. Khoảng tháng sau đó, lữ đoàn 369 thi quân lục chiến được lệnh di chuyển về Sài Gòn gấp, bổ sung quân số, đạn dược, lương thực trong 2 ngày và được vận tải cơ C-130 công vận thẳng đến phía trường quân sự Khe Sanh tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719 vượt biên sang Hà Lao.